Rồi tiếp tục hành trình đón thằng đệ tử ruột cả nhà. Xuống rồi hai anh em đi ăn sáng, làm tô bánh canh chả cá Nha Trang nha cả nhà. Hai tô hết 50 cành cả nhà. Làm gì làm sáng phải lót cái bụng đầy cái đã, rồi bắt đầu mới tiếp tục hành trình. Ghé vô cây xăng gần nhà dứt 800 canh tiền xăng liền. Đi đâu đi chứ ra khỏi nhà là phải đổ đầy xăng, chứ không là dắt bộ thấy mẹ luôn. Nó chứ chưa chưa có dắt lần nào hết cả nhà. Rồi sau dứt ly cà phê với nước ly trà cho ấm bụng cái là đi nè. Từ nhà mình thì điểm xuất phát của mình là ở Suối Nghệ, Vũng Tàu. Bắt đầu điểm đến của mình là bảo dưỡng xe cả nhà ha. Phải bảo dưỡng xe đã rồi đi. Hết 77 cây từ nhà mình lên 139 Cô Giang quận 1 để bảo dưỡng cả nhà ha. Bắt đầu lại cái chuyến xuyên Việt này thì cố gắng giữ gìn sức khỏe hơn cả nhà. Chuẩn bị tinh thần đầu tiên là đầy phải phải đầy ắp tinh thần đã, mình mới có động lực để đi. Tại vì trong chuyến đi thì nó cũng khá là dài, và vừa quay video rồi vừa nói chuyện tiếp khách nữa, nên cũng sợ là sức khỏe không đủ. Đây là gần nhà mình gọi là đập đá đen nha cái nhà, chỗ này là hồ chứa nước của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn á. Rồi chạy một hồi thì cũng tới nơi bảo dưỡng. Bảo dưỡng xe thì chỗ này rất là đẹp và cũng rất là sạch sẽ. Vào cái toilet cái là bị sặc liền cả nhà ha. Sau khi bảo dưỡng xong á, thì tính tiền hết 1,8 triệu tiền bảo dưỡng ha cả nhà. Đó, đóng thuế rồi đầy đủ. Rồi bắt đầu qua bên kế bên ăn trưa. Ở kế bên có cái chùa lớn lắm nha nha. Đây là cổng chùa. Hai đứa là hai dĩa cơm với một chai nước gì đó. Tổng cộng hết 80 cành nữa cho no cái bụng nè. Rồi tiếp tục hành trình từ quận 1 qua Thạnh Lợi, Bến Lức, Long An hết 36 km cả nhà. Đi thành phố thì nó hơi kẹt xe tí ha, mà do đi lúc 1 giờ trưa nên nó buồn ngủ quá. Hà nèm tấp vô một cái quán cà phê chòi ngủ một tăng dậy làm hai ly nước hết 45 cành. Và cuối cùng đã đến điểm đến rồi cả nhà, vô video nào. Rồi xin chào nhà, quay lại kênh Cá Coi Trần Đức Cường trong series Cá Coi Xuyên Việt ở 2023 ở tập tiếp theo nha cả nhà. Hiện tại bây giờ mình đang ở huyện Thạnh Lợi, Long An cả nhà. Ở đây mình ghé thăm một anh khách hàng của bên mình cung cấp để làm hồ cá coi cũng 1-2 năm rồi, 2 năm rồi. Và ở đây là khu du lịch sinh thái giáo dục, có khu vui chơi cho trẻ nữa. Và ở đây có tên là Chavi Garden. Đây ở chỗ này làm cũng rất là rộng lớn. Có cái năm đó mình đi xuống mình quay video là đi, anh chở một cái xe rip á, đi rất là vòng 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 khu vực khá xa lắm nha. Chào em. Dạ dạ anh. Em khỏe không? Dạ em khỏe, anh khỏe cả. Chào em. Em Dạ. khỏe. Bữa bữa, bữa này ông đông á. Đông này đông anh ha. Anh đang có bên truyền hình đó, đài truyền hình dạ. có quay phim xíu. Bây giờ anh ngồi dạ. Em bây giờ em cứ dạo vòng vòng đi xí đi, rồi anh cứ tiếp khách đi ha, rồi xíu anh quay lại xin ha. Dạ dạ ok. Ok. Đó, có cái hồ nào cần cái gì xíu nữa anh nói. Dạ dạ ok. Rồi cả nhà, ở đây là cái công viên của bên cái khu du lịch sinh thái là rất là lớn nha. Nếu mà bình thường hôm bữa là mình đi bằng xe, chiếc xe của ảnh, xe anh chở đi dạo một vòng quanh khu này luôn, mà bây giờ ảnh đang có một cái đài truyền hình xuống quay video nên mình đi một mình để ảnh tiếp cái bên đó trước, tại bên đó người ta xuống trước á, tiếp bên đó trước, rồi còn mình thì mình dạo một vòng quanh chỗ này, quay khung cảnh cho cái nhà xem trước, rồi có gì một lát nữa mình quay lại cái hồ cá coi sau ha. Đây hồi trước á, mình có quay cái chỗ này cho cái nhà xem mình nè. Ở đây ảnh sẽ có một cái con suối rất là lớn luôn đó nha. Đây là có con suối mà ảnh chạy bằng cái bơm ba ngựa, bơm từ dưới cái hồ này bơm lên trên múc ở trên cái đỉnh trên này nè cả nhà. Đây cái trong con suối này là ảnh trải đá cuội cả nhà ơi, đá cuội không à, nguyên một dãy luôn nha. Do là khu du lịch nên nó rất là rộng lớn, nên nhiều khi nếu mà mình đi hết mà đi bộ là mình thở không nổi luôn nha cả nhà. Tại mình không có quen nhiều cái vụ mà đi bộ này cho lắm. Ồ, trên này có cái chuông đẹp lắm nè, cái chuông nó có cái chữ Cherry Garden nè. Đã thử rồi. Nghe hơi bị đá. Bây giờ hiện tại là mình thấy đã có khách chơi cũng nhiều rồi đó nha. Cái khu vực bên kia nó rất là rộng luôn đó, như cả nhà thấy ở phía bên này cũng rất là rộng đó nha, quá trời rộng luôn.
Và hiện tại bây giờ là đang là 2 giờ trưa nha, cũng khá là nắng. Bữa cái năm đó, 2 năm trước mình với ảnh cũng lên tới đứng trên này nè. Mà nhưng mà đi xe một vòng quanh rồi, ảnh chở mình đi một vòng quanh luôn rồi nha. Xong rồi bắt đầu ảnh mới chở mình lên trên này, đứng ở trên này để ngắm cái khung cảnh. Tại mình thấy là cái chỗ cái đồi này là cái đồi là cao nhất ở đây. Và cái đồi này hình như ảnh tự đắp lên luôn, tự đắp lên chứ không phải tự nhiên đó nha. Tất cả những cái thứ ở trong này đều là ảnh tự tạo ra hình thành lên luôn đó nha. Nên ảnh làm dự án này cũng khá là lâu. Đây nha, đó bên này là nước nè, có một khu nước nè, đó dòng dưới này là cái công viên. Đó công viên. Đó và phía dưới này là có một cái giống như trang những cái căn nhà khách sạn gì đó. Tối nếu mà cả nhà mai mốt mà dẫn con cái tới đây chơi thì cũng có thể nghỉ dưỡng lại ở đây. Bây giờ mình sẽ đi dạo qua đó luôn nha, đi bộ luôn. Bây giờ không phải ảnh chở xe đi thì mình đi bộ luôn. Đi quay cho cái nhà xem. Này thấy nhà thấy con đường ở đây rất là đẹp nha. Cây này cây gì nha? Cây này gì cả nhà? Cây này cây gì cả nhà, bình luận cho mình biết với. Thấy một trắng trắng xanh xanh ha. Ở đây có một cái suối nữa nè nha. Ở cái suối này bơm lên xong rồi chảy theo cái có cái đầu tượng Phật nằm đó, chảy xuống dưới cái hồ dưới kia. Mà khúc bên đó thì mình thấy không, ấy không có đi xuống được. Để mình qua này mình coi có cái đường đi xuống cái khu nhà nghỉ không nha. Ở đây trồng bông nhiều cũng giống như mấy cái công viên hay là cái gì ở trên Đà Lạt á cả nhà ha. Wow, ở đây có nguyên một cái con đường trúc đẹp lắm nè cả nhà. À, đây cả nhà thấy ở đây có một cái con đường làm bằng trúc rất là đẹp ha, nhìn vô giống y chang là ở bên Trung Quốc vậy. Khá là đẹp luôn. Và phía bên này là có một cái hồ nè cả nhà. Đây. Ở bên này có một cái hồ. Đây. Mát quá trời mát luôn. Rất là mát nha cả nhà. Ở dưới này người ta, dưới này ảnh trồng gì ta? Mình thấy cái này trồng đó nha ơi. Cái cây này là cái cây gì cả nhà biết không? Mình không biết cái cây này, ở đây mình gặp nhiều ở sông ở suối lắm nè. Nó có từng khúc nữa nha. Đó nó có từng khúc như vậy nè mà mình không biết cây này cây gì. Ở phía bên này á, phía bên này thì nó có mấy cái xuồng để cho mấy cái hoạt động ngoài trời như chèo xuồng đồ nè. Còn đây là cái nhà đó hồi nãy mình nói nè cả nhà. Đó có những cái căn này. Là những cái căn để mình vô nghỉ dưỡng. Nó dòng qua bút bên kia. Thôi cái khu chỗ này là mình biết là chỗ này nghỉ dưỡng thôi. Bây giờ mình đi qua cái khu mà trò chơi đi ha. Qua cái khu trò chơi cho cái nhà xem thử coi sao. À bây giờ mình đi vô con đường này thử coi làm sao nhá nha. Con đường này là con đường đi lên lại vòng qua phía bên kia. Mình chỉ đi một chút thôi. Tại vì mình cái hướng mình đi là hướng ngược lại nha cái nhà. Đó ở bên này có căn nhà nữa nè. À không phải, cái căn đó để nghỉ mát thôi. À, nguyên một con đường trúc luôn đó nha. Nguyên một cái vườn trúc ở đây. Nếu mà đi vô đây chụp hình thì chắc cũng có thể có nhiều góc rất là đẹp để chụp hình cưới nè. Hay là chơi hay là có nhiều chỗ đó nè. Mình thấy rất là nhiều chỗ đẹp. Trong cái đường trúc thì rất là mát luôn. Mới đi có một xí mà đổ mồ hôi hột hết rồi cả nhà. Ướt nhẹp luôn. Do mình không có quen đi bộ nên mất sức. Bây giờ mình thử dạo qua phía bên này mình coi thử có gì quay cho cả nhà xem về cái khu vui chơi của ảnh không ha. Tại cái này ảnh mở lên theo cái kiểu là khu vui chơi nhưng mà về giáo dục. Tức là có những cái trò chơi như trồng lúa, cấy lúa, đồ giờ kiểu mà quay về ký ức hồi cái thời mà mình còn nhỏ luôn đó nha. Và để cho con cái mình trải nghiệm á. Thì mai mốt hè con mình mà nghỉ học thì mình sẽ có dịp mình chở con lên đây cho con mình trải nghiệm thử ha. Không có đường đi nên mình thử băng cái đường này coi thử nó có sao không nha cả nhà. À đi được. À, đi được cả nhà. Rồi đây là những cái hàng dừa cũng còn mới cả nhà ha. Nếu mà như cái mình muốn xây dựng một cái khu du lịch sinh thái thì nếu mà muốn hình thành nó lên đó thì chắc cũng phải hơi lâu quá, vài năm.
bây giờ tuy là ảnh đã đưa vào đi hoạt động rồi nhưng mà có nhiều khu vẫn chưa có xong cả nhà ha. Hai giờ chiều, 2 giờ trưa đang nắng chang chang luôn nhưng mà thấy gió ở đây cũng mát. Nếu mà mình đi theo cái kiểu là đi không gấp, đi nghỉ ngơi thì cũng ok cả nhà ha. Chứ còn mà cái nhà gấp rút mà đi ào ào chắc mệt lắm. Ở đây có một cái cầu để mình check in nè, chụp hình. Còn dưới này là một cái bơi đánh banh cũng hay á. Đây nha, đó mình có cái sân đó rồi, có hai trụ hai khung lưới khung thành để mình đánh banh. Rồi đi qua cái khu này thử ha. Ở bên này có cái nhà gì là cái nhà lồng hay gì, cái này để chơi để Tết hay sao á, à để chụp hình để Tết nha. Quá trời luôn nè, đẹp không? Rồi giả bộ đứng ở đây chụp tấm hình rồi. Cái này là cái giống y chang là cái chỗ để check in nha. Quá trời cái chỗ này để check in luôn á, chụp tiếp đi. Ở đây ảnh làm làng nghề cần xé. À đây là những cái cần xé nè. À mình hiểu rồi. Cái chỗ này là giống y chang là mình để cho các em nhỏ biết cái cần xé là cái gì cả nha. Bên này là làng nghề nhang. Đây cả nhà, đây là làm nhang. Cô Tư tiệm may nè, tiệm may cô Tư hay ha. Đây tiệm bên này là tiệm dệt chiếu cả nhà. Đây là tiệm áo dài. Bên này là lồng đèn. À khỏe lắm. Có một chữ à không ai. Đây có bút luôn nè cả nhà. Đây có bút nè, có đồ mài mực luôn, có hũ mực luôn. Mọi người thích viết chữ gì thì viết ở đây nha. Nhưng mà thôi mình không biết viết nên mình để dành cho những anh chị nào biết viết thì viết ha. Ở qua bên này là có đây, bên này là tiệm cà phê. Đó, tiệm cà phê bằng gỗ này cũng đẹp ha. Rồi qua đây sẽ có một cái hàng cái này cái gì cái nha. Cái này gì bông đẹp quá ha. Rồi mười mấy phút rồi cả nhà. Đi về lại hồ cá nha, vô nhân vật chính đi. Đây là những cái khu trò chơi nè. Năm ngoái có anh chở đi, năm nay đi anh bận đi, anh đi bộ mệt quá. Dạ thôi để em đi dạo vòng. Dạ. Dạ. Đây chỗ này anh có làm một cái đường. Nói chung có nhiều chỗ để chơi nè. Cái nhà này làm cái gì nè, trèo lên tuột xuống hả? Tết quê Cha Vi cả nhà. Đây có khu vui chơi cho em bé nhỏ nè. Ướt áo rồi nha ơi. Đi bộ hồi nãy giờ ướt áo luôn. Phê. Đi vô cái nhà quê coi thử nhà ông Chanh nha cả nhà. Không có gì quý hơn độc lập tự do nhà ông Chanh. Vô tham quan nhà ông Chanh đi cả nhà. Ông Chanh ơi, có nhà ông Chanh ơi. Ông trả lời chết luôn á. Đây. Wow. Thôi nghỉ ngơi xí cả nhà, mệt quá. Ngồi đây nghỉ xí nha. Có tivi, có cái bếp, có rất là nhiều thứ. Đây có mấy cái gánh, có mấy cái trái bầu nữa nè cả nhà. Trái bầu để lâu quá nó ung thư luôn rồi, nó đen thui rồi. Cái loa anh để đâu ta?
Nghe có loa ở đâu đây nữa nha. Ở đây có cái gặng rê nữa không? Có bếp củi. Ở bên này có một cái vàng vàng mướp nữa nha. Hay không? Đúng nhà ông Chanh luôn á. Đây có cái giếng nữa nè cả nhà. Giờ mấy anh không nhớ, anh dám nhắm được không? Cái này như 12 khấu hay sao ta? Em thấy bự vậy mà sao ít vậy ta? Này này này. 12 hay là 12. Cái hồ em thấy bự vậy mà. Bây giờ hiện tại thì mình đã quay lại cái hồ cá coi này ở đây rồi. Và mình hỏi được thông số. Thì cái hồ này được ảnh xây dựng chung với cái khu du lịch này thì ảnh làm từ từ á, nên nó có rất là nhiều thứ hạng mục chưa có xong, bây giờ vẫn còn đang làm. Và cái hiện tại cái hồ cá là ảnh không có chăm, cũng không có chơi cá luôn. Nên mình tới đây mình quay cho cái nhà xem cảnh quan thôi nha. Còn về chất lượng nước hay là về cá thì không có gì thay đổi luôn. Cá hồi đó giờ ảnh thả nó y chang vậy luôn. Nó cái kiểu là mình thấy nó không lớn luôn đó nha. Tức là tháng 3 năm 2021 mình ghé, thì qua 2022 mình không ghé, và đây là 2023 mình ghé. Và cái hồ được hình thành trước đó 5 tháng nữa. Tức là cái hồ này đã được tới hơn 2 năm rưỡi rồi. Nhưng mà cá không thay đổi luôn. Nên mình có hỏi là không quan tâm gì tới cá, lâu lâu lắm mới cho ăn luôn. Nên có gì mình cả nhà thông cảm. Là mình ở đây mình đi quay cho nhà xem về cảnh quan thôi. Nói chung ảnh làm khu lịch sinh thái mà. Nên có rất là nhiều bận việc, nên có thể là, với lại cũng có thể là bận quá nên không có phải là như một dân đam mê cá giống mình và giống những anh em ở trên, những người yêu cá giống như những anh em ha. Thì để mình nói sơ qua cái phong cách của ảnh làm ở đây là phong cách hồ cá coi theo kiểu Nhật. Có hồ cá bằng viền đá và ở trên có một cái nhà mát kiểu Nhật và cầu đỏ Nhật luôn. Và cá thì ảnh thả cá Việt và ít cho ăn nên 2 năm rưỡi nay cá nó có chút thay đổi thôi chứ nó không có nhiều. Mình thấy là nó cũng hơn xí xì chứ nó không có lớn nha cả nhà. Về cái hồ này thì nó đang có thể tích là 45 khối cá lọc. Nhưng mà anh làm cái hồ 40 khối và cá lọc có 5 khối thôi thì rất là ít đó. Nên chất lượng nước thì cả nhà thấy không được tốt cho lắm ha. Về lọc thì anh làm 5 khối. Ô đầu tiên thì anh dùng chổi, ô thứ hai anh dùng xi mắc, và ô số 3 là đá Long Vũ và sứ Thanh. Ô số 4 là máy bơm. Hiện tại thì anh dùng 2 hút mặt 60, 3 hút đáy 114 nha cả nhà. Máy bơm thì anh đi ra ống luồng 60, nhưng mà cũng là sửa lại. Máy bơm thì anh dùng một bơm BG50 nè, một bơm BG60 nè, một bơm dây bao 55.000 nè, và một bơm lên thác dây bao 20.000 để sử dụng cái thác đó đó. Đó nên và hiện tại UV hay lọc gì mình hỏi là anh kêu là không gỡ lên coi luôn, cũng không biết luôn. Mình nghĩ chắc là cũng không vệ sinh luôn quá. Nhưng bây giờ anh đang tiếp một cái đoàn khách khác nên không có tiếp mình được, nên mình không có hỏi thăm qua được nhiều. Nhưng mà về cái tình hình về cái hồ thì mình chỉ quay được cảnh quan cho cả nhà thôi. Và có một chút góp ý là cả nhà nếu mà làm lọc 40, cái hồ 45 khối thì cả nhà phải ít nhất làm cho nó cái lọc 15 khối ha, thì nó mới đủ sức chứa. Nhưng mà cả nhà phải thường xuyên vệ sinh nè, cả nhà phải chăm nó nữa, chứ còn hiện tại như thế này thì cũng khó cả nhà ha. Thôi mình chỉ quay sơ cảnh quan và mình ghép vào video cho cả nhà xem về cảnh quan, để có nhà có làm cảnh quan thì làm theo ha. Còn về cái lọc thì như hồi nãy mình có chia sẻ góp ý như vậy thì cả nhà có thể tham khảo. Và vệ sinh thì cũng phải thường xuyên hơn và chăm thuốc, chăm men vi sinh nữa. Còn này hồ anh không làm gì tới luôn, nhưng mà cá thì vẫn bơi khỏe, nhưng cái điều không cho ăn thì cá nó lâu lớn cả nhà ha. Rồi cả nhà có yêu thích mình để đi quay những cái hồ cá hay như thế này, những cái cảnh quan á, thì cả nhà nhớ đăng ký kênh để cho và để lại thông tin bên dưới để cho mình đi cái chuyến xuyên Việt 2024 để mình sắp lịch ha. Rồi hẹn gặp lại cả nhà ở tập tiếp theo trong series cá coi xuyên Việt 2023. Bye bye.